Với những hoạt động cụ thể và thiết thực, Ngày hội tái chế năm 2017 với chủ đề tiết giảm, tái sử dụng, tái chế đã diễn ra tại Hà Nội, qua đó thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của thành phố trong việc kêu gọi hỗ trợ người dân cùng thực hành tái chế rác thải một cách an toàn, khoa học, hướng đến một Hà Nội xanh và bền vững. Điểm nhấn của ngày hội tái chế năm nay chính là các gian hàng thu gom rác thải điện tử. Tại đây, chương trình Việt Nam tái chế phân loại theo từng dòng thiết bị được tháo dỡ và được xử lý theo quy trình công nghệ kỹ thuật cao, chuyên nghiệp và thân thiện với môi trường nhằm đảm bảo tối đa hóa lượng tài nguyên thiên nhiên thu hồi được sau tái chế. Từ sáng đã có rất nhiều người dân mang đồ thải bỏ đến gian hàng của chúng tôi. Chúng tôi thấy mặc dù đây là chương trình mới, nhưng sự hiểu biết và nhận thức của người dân về xử lý tái chế rác thải đã tốt hơn, chuyên nghiệp trong cách bảo vệ môi trường. Đến với ngày hội, người dân còn được xem các mô hình sản phẩm tái chế, các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, được tự tay chế tạo các sản phẩm hữu dụng từ phế liệu, trao đổi đồ cũ đã qua sử dụng và tham gia vào các trò chơi có nội dung liên quan đến tiết giảm, tái sử dụng, tái chế, gọi tắt là 3T. Em được làm những cái đồ tái chế thì em cảm thấy là mọi cái đồ mà mình vứt đi thì sẽ làm được những cái vật rất là ích như này. Tôi thấy là nếu mà bây giờ bỏ cái đồ đi thì nó rất là lãng phí, mà nó cái thứ đấy nó rất là lâu tiêu hủy, rất là không thể mà cũng không thể tái chế được. Đây là vừa là mang đến đây tái chế được, có thể sử dụng lại, giúp ích được cho mọi người, cho xã hội. Qua những hoạt động cụ thể và thiết thực, người dân được tuyên truyền nâng cao nhận thức về cách thực hành 3T đơn giản trong sinh hoạt, khuyến khích tái sử dụng, giảm thiểu phát sinh chất thải. Thông điệp ngày hôm nay là gửi tới tất cả các tổ chức, đoàn thể, tất cả các hộ gia đình, các bà con, nhân dân, các tầng lớp. Hãy biết rằng đối với tất cả các chất thải, vật dụng gia đình là phân biệt, đó không phải là rác thải sinh hoạt, mà hãy tập kết, đưa đến nơi đúng chỗ để cho các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước xử lý và không gây cái ảnh hưởng tác hại đến môi trường. Ngày hội tái chế 2017 là hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Dự kiến sau chương trình sẽ thu gom được từ 5 đến 10 tấn rác thải có thể tái chế. Số này sẽ được tập kết và phối hợp với các tổ chức quốc tế xử lý đúng nơi quy định.